Một quán cà phê cần những gì? Đó là công việc hết sức đau đầu và của người mới bắt đầu kinh doanh quán cà phê. Bởi vì có rất nhiều thứ cần chuẩn bị cho việc kinh doanh quán cà phê. Thì hãy cùng tôi giải đáp các băn khoăn ở bài này. Thứ nhất, về đồ nội thất trang trí. Để giải đáp những băn khoăn này thì trước hết chúng ta cần kể đến những cái món đồ nội thất trang trí của quán. Đây là những cái đồ định hình cho phong cách thiết kế của quán. Đây là các món đồ để chiếm khá nhiều chi phí ban đầu. Khi chọn những cái đồ này, bạn cần phải lựa chọn rất kỹ. Thứ nhất, khi bạn nên chọn định hình phong cách thiết kế trước khi mua những cái đồ này. Đấy, và hãy chắc chắn là những cái đồ này phù hợp với phong cách thiết kế của quán của bạn. Đấy, hãy lựa chọn rất kỹ về màu sắc, kiểu dáng sao cho phù hợp. Và cũng phải chú ý đến kích thước của các cái đồ dùng này phải thật phù hợp để với cái diện tích của quán. Những cái đồ nội thất trưng bày sẽ gồm bàn ghế, tủ trưng bày, biển hiệu, hệ thống đèn chiếu sáng. Các đồ trang trí như tranh nghệ thuật, lọ hoa, chuông gió, gấu bông vân. Thì tùy cách thiết kế của quán thì sẽ có những cái đồ vật trang trí nó phù hợp. Tất nhiên những cái đồ dùng này thì bạn cũng không cần thiết phải mua đồ dùng mới. Bạn có thể tham khảo những cái đồ thanh lý. Không phải tất cả những cái đồ thanh lý đều có chất lượng không tốt mà thậm chí còn rất mới. Những cái đồ dùng này thì có thể do các quán cà phê chuyển đổi địa điểm kinh doanh đi xa không thuận tiện để mang theo nên thanh lý, hoặc là muốn thay đổi phong cách quán nên thanh lý do không phù hợp. Có thể bạn sẽ mua được những cái đồ độc đáo với khoản chi phí không hề lớn. Về vật dụng pha chế, ở quán cà phê thì cần những cái vật dụng pha chế sau. Đây là những cái vật dụng không thể thiếu trong bất kỳ một quán cà phê nào. Đối với nhóm vật dụng này thì bạn cần lựa chọn những vật dụng chất lượng sản phẩm tốt, bởi chất lượng của những cái đồ uống có ngon hay không phụ thuộc vào các nhóm vật dụng này. Đấy, mà đồ uống có ngon thì mới có thể thu hút khách hàng đến quán của bạn. Hãy kể đến những cái vật dụng pha chế như sau. Đấy, quầy pha chế, tủ bếp, máy pha cà phê, tủ lạnh, máy ép hoa quả, lò vi sóng, lò nướng, máy xay sinh tố. Đấy, dụng cụ pha chế như là bình lắc, máy đánh sữa, phin pha cà phê vân vân, bếp, nồi, ấm nước. Các vật dụng nhà bếp như dao, kéo, kẹp, gắp đá, muỗng, xô, chậu vân vân. Đấy, nhóm vật dụng người dùng để phục vụ. Quán cà phê của bạn có thu hút khách hay không được đánh giá cao ở phong cách phục vụ. Ngoài thái độ quản lý và của nhân viên đối với khách hàng thì những vật dụng dùng để phục vụ, vật dụng phục vụ là được chuẩn bị chu đáo, tỉ mỉ thì quán càng được đánh giá chuyên nghiệp. Chúng cũng thể hiện được sự tôn trọng của bạn đối với khách hàng. Những vật dụng đó gồm có là tách chén đĩa, gạt tàn, khay đựng đồ, giấy khăn, menu, vân vân. Đối với việc lựa chọn vật dụng này, bạn có thể chọn những vật dụng đặc biệt theo phong cách của quán để những cái vật dụng gây dấu ấn cho khách hàng khi sử dụng. Chẳng hạn, bạn không lựa chọn tách chén ly bình thường mà chọn những loại đồ uống cái có những cái chiếc đựng bằng lọ nhỏ, bóng đèn, hay thiết kế các menu, thiết kế hình dạng đặc biệt đặt trên bàn, cũng như là đồ trang trí của quán. Nếu chỉ cần phát cách một chút thì bạn có thể cho khách hàng ghi nhớ và thường xuyên và lui tới. Về nguyên liệu pha chế, thì hãy nghĩ đến những nguyên liệu pha chế sử dụng trong quán. Đây là những thứ mà bạn cần chú ý nhất khi mua, bởi vì để cho ra những cái ly cà phê ngon, những cái đồ đặc biệt thì cần phải nguyên liệu tươi ngon. Những vật liệu này thì cực kỳ đa dạng, tùy theo công thức chế biến như hoa quả, các loại trà, nước cốt trái cây, các loại nước sốt. Với nguyên liệu thì bạn cần chọn những cái đơn vị cung cấp lâu dài, vừa đảm bảo được chất lượng nguyên liệu, vừa đảm bảo được giá thành không quá cao. Và không nên mua những quá nhiều nguyên vật liệu, chỉ cần mua vừa đủ, bởi vì để quá lâu thì không ảnh hưởng, thì cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cái chất lượng của nó. Thì chắc chắn là bây giờ bạn sẽ không còn phân vân về cái mở quán cà phê thì cần phải mua những gì nữa đúng không? Đấy, tuy nhiên thì hãy làm một bảng dự toán chi phí cho những cái vật dụng này. Thế trường hợp phải tiêu tốn quá nhiều chi phí cho các cái đồ dùng này, đấy, lúc đó cái chi phí cố định hàng tháng tăng lên và cái lợi nhuận kinh doanh sẽ không cao.